chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với buổi live chấm bài toàn quốc tiếp theo của chúng ta. Hôm nay thầy sẽ chấm lại những cái bài của các bạn á, từ khắp nơi ra vẽ và gỡ về cho thầy. Trong quá trình xem á, các bạn nhớ cho thầy một cái lượt thích, một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bây giờ đó mình bắt đầu chấm bài thôi. Thì thầy có coi qua một dòng á, thì bây giờ mình sẽ chấm cái lô bài vẽ trên app, vẽ digital trước, sau đó sẽ đến những cái bài vẽ tay các bạn ha. Rồi ok. Rồi ok Ngộ Mi E nha. Thùy Dương 2009 đến từ Bạc Liêu. Vẽ chơi cái gam tương đồng, cái nền mà dưới cái hình này nó không tôn lên được, nó uổng ơ là uổng luôn. 94 đi, tính cho 95 nhưng mà thôi thấy tàn ác quá, thấy tàn nhẫn. Thôi 94. Nguyễn Thùy Vân 2012, 12 tuổi, mấy em đến từ Hà Nội vậy. Gửi không? Cái gì? Cái gì nữa? Vụ gì mà tức hoài vậy? Chuyện ngày hôm qua mà hôm nay tức hoài là sao vậy? Rồi bây giờ tôi xử lý cái chuyện ngày hôm qua nè. Từ từ, tới công chuyện với tôi rồi. Từ từ, đợi tôi xíu. Đây. Từ từ nha, chưa. Rồi tôi xử lý cái chuyện ngày hôm qua. Thì sau khi mà ngày hôm qua xong đó, thì cái vụ của hai cái bài này là cái bạn Ngân Hà nè, là chốt lợn vấn đề, là bạn đó đó là cáp màn hình lợn. Sau đó bạn đó giả bộ điểm dễ dẻ lên chút xíu thôi. Và có khi cái hình như cái hình này nè, là dường như không có vẽ luôn nè. Nè, cái này thì còn có nét vẽ, cái này là không có luôn nè. Cho nên nó làm sao mấy em bị lỗi nha chưa. Rồi ok, để giữ cái độ gọi là trong sạch, trong lành, công tâm, để cho các em đừng có mà công kích. Rồi tôi công bố luôn đó, được chưa. Rồi hai bức tranh này là lỗi. Rồi ok. Cho nên là từ đây về sau, các bạn nào mà có cái tư tưởng kiểu này mà các màn hình lợ hoặc là bày đặt vẽ đè đè lên một hai phát ha, là bỏ chăm nha chưa. Chờ hết tức rồi hả? Chờ công nhận dữ ha. Chờ có nhiêu đây thôi đó hả? Đáng sợ mấy em. Trời ơi, khổ ghê. Rồi, giờ bắt đầu chấm bài tiếp. Vui ghê, trời ơi. Nguyên ngày nay tức ngủ không được hả? Ghê không? Hả, cái gì thế? Kết quả nào? Đâu có. Đâu có liên quan gì cuộc thi đâu. Nguyễn Thùy Vân quá đẹp. Ây trời ơi, sao cái tông màu hai con mắt nhìn khó chịu vô cùng. Hay là cái mẫu người ta làm gì ta? Chăm đi, con gái 12 tuổi mà giá đường giờ là xuất sắc. Đẹp quá đi thôi, quá trời đẹp luôn. Cái mũi chắc là do cái mẫu đó. Chắc là do người mẫu đó, chứ không phải là bạn dễ tệ đâu. Bạn này dễ tốt lắm đó. Tiếp à, một cái lô tranh digital trước nha các em. Nguyễn Tấn Phúc 12 tuổi đến từ An Giang. Bật mí cho mấy em biết luôn, đây là quê của thầy các bạn. Bạn này nè, coi cái đoạn video mà thầy quay ở dưới nhà của thầy, đi vô đồng cái có cái cây cầu đá bắc ngang qua cái con mương á các bạn ha. Thì trên cái cầu đá đó đó các bạn, là có một hai cái cây rất là to, hai cây si, và người ta hả dăng mùng ở lộn dăng võng sẵn, rồi che bạt để nước sẵn luôn. Mình có cái việc vô đó ngồi và nghỉ ngơi thôi. Thì kế bên đó nó lại xây thêm một cái cầu nhỏ để chi, để người ta bước qua này kia, người ta chỉ xe được cho nó dễ đó các bạn ha. Thì sau khi đó bạn coi nè, sau khi em xem được vlog của thầy về An Giang thì chuyển sang cái cảnh này nè, em biết rằng em đã có ý tưởng cho bài của em và chúc thầy buổi tối tốt lành, thành công trong cuộc sống, trời dễ thương làm sao. Thấy ghê không? Lấy cái bát rau trong video của thầy mấy em, vẽ cái hình có ẻm vô nè, ghê không? Cái đầm nước lên láng nè. Rồi bây giờ tôi có một cái câu hỏi dành cho em. Em hãy cho tôi biết là trong lịch sử của Việt Nam ta, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ai hùng giữ nước, mặc áo dài có ý nghĩa quan trọng sâu sắc như thế nào đối với văn hóa dân tộc? Rồi em trả lời đi, tôi báo trước nha chưa. Em đó mà trả lời mà lắp ba lắp bắp quên này kia là không được đó nha. Biết sao không? Em đã lấy giải nhất rồi, nhưng mà tôi giả bộ tôi hỏi câu dễ, có bài dở sẵn cho mình học thuộc lòng luôn, mà em lên em trả lời lắp bắp đấy ha, là tôi cũng cho giải nhất luôn, tại vì mình lót đường sẵn rồi nha em nha. Rồi ok, 99 điểm.
xuất sắc. Quá đã, rén liền. Gửi không? Đẹp chưa? Tôi nói có gì sai mà mấy em cười dữ vậy? Thì được giải nhất rồi thì giả bộ hỏi vậy thôi. Chứ trả lời sao giờ em nói em không biết đi chăng nữa em cũng được giải nhất nữa. Tiếp. À, Lê Phương 2011 à, đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cái này nó phải không? Cái này là giống cái game gacha gì nữa nè phải không? Là cũng kiểu cáp màn hình ở trong kia có sẵn là phải không? Phải không? Thiệt chưa? Y chang hôm qua phải không? Rồi lợi. Nhanh gọn lẹ. Ra kia chơi. Em không có giá trị đứng chung hàng trăm với người khác. Tiếp. Tiếp luôn. Thanh Thảo 14 tuổi đến từ Long An. Cái này đó là vẽ đó. Cái nét vẽ nhìn nè, thấy không? Thấy con cá nè. Cưng ghê không? Rồi ok. Xuất sắc. Trời, cái bút cục này ưng quá vậy. Cái đường này cắt ngang khó chịu quá vậy ha. Hồi ổn quá đi. Hai con cá cũng chưa có đẩy bật nữa. Hai con cá là điểm nhấn của nhân vật. Điểm tổng cộng có 4 dấu nhấn ở đây. Con cá phải mạnh lên chút xíu nữa. Chinh chinh. Quá đã luôn. Xuất sắc. Cảm ơn các bạn đã tặng quà. Thả tim. Chấm khó coi ghê. Ừ. Ra kia chơi đi. Kiếm chỗ nào dễ coi đó. Vô đó coi. Trong đây là không có làm vừa lòng một ai hết trơn á. Muốn vừa lòng mình đúng không? Đi kiếm cái kênh khác vừa bụng coi đi. Tôi mệt quá. Gì? Trương Vũ Huỳnh My 15 tuổi đến từ Quảng Nam các bạn ha. Trời quá đi. Xuất sắc. Đẹp quá. Cái bức này mà không được 100 nó uổng quá đi ha. 100 điểm đi. Quá đẹp luôn. 15 tuổi các bạn vẽ trên app tốt quá đi. Mà tao nói cái bức tranh rất là dễ thương. Đẹp. Mà tao nói sai ghê vậy. Ngon lành luôn. Quá xinh. Cái gì? Tấm kia vẽ mà thầy. Tấm nào vẽ? Kệ người ta. Nguyễn Thanh Thảo đến từ Hà Nội các em he. Vẽ trên app nợ dễ thương quá đi. 98 điểm đi. Chưa có đủ cái độ đã bằng mấy cái bức kia. Cái gì? Không. Tiếp. Tiếp. Hãy chấm đợt máy rồi. Cho mấy bạn biết một cái thông tin rất là vui. Đó là phiên live này à, mình còn khoảng 2 đến 3 phiên live chấm bài toàn quốc nữa là mình kết thúc. Không còn cái chương trình chấm bài toàn quốc của mùa hè nữa đâu nha. Rồi ok. Cái gì nữa? Ra cha là vẽ á. Tấm thầy lợi là vẽ đó thầy. Không có. Lỡ rồi, không có vẽ gì đây trơn ha. Nghỉ, dẹp. Ra kia chơi, vẽ ra pháp trường. Vô lãnh cung không nói nhiều, nhức đầu. Cái gì nhức đầu quá, ra kia chơi. Mệt quá. Nhức đầu chóng mặt quá, trời quá đắt luôn đi đó. Chấm bài mà sao mà hả? Mệt mỏi trong người. Tiếp. Không có được vẽ đè luôn em. Cáp màn hình xong giả bộ đưa cái áp vẽ đè đè lên vài cái ha, là cũng lội luôn nha. Ok chưa? Nguyễn Lina. Các em này có giải khuyến khích trong cuộc thi Luca của thầy Dân nè. Tốt quá. Rồi sao? Cái bức này sao? Có ý kiến gì không? Sao? Được phải không? Rồi ok chốt. Đơn giản như vậy thôi. 98 điểm xuất sắc. Tức thiệt kể em. Ngày nào cũng tức hết trơn á, cho ngủ không được. Tu gì. Ấm ức giùm kể em. Phan Thị Ngọc Như 13 tuổi đến từ Hà Nội. Thiền ô dễ thương quá hay không. Cưng ghê chưa thấy chưa. Quá đẹp. Dễ thương. Xuất sắc. Ta nói cái màu xanh xanh dịu dịu mà đủ tâm trụ xinh ư là xinh. Tốt quá thì ưng cái bức này quá đi. Chinh chính điểm. Đẹp luôn đi hay không? Xinh quá đi. Xanh lá là xa lánh. Xa lánh rồi. Em bị trừ 1 điểm còn chinh chín. Người ta giá đẹp gì cứ cho 54 điểm. Công nhận. Quá trời công nhận. Tiếp. Ngọc Linh 13 tuổi đến từ Sài Gòn. Đây xuất sắc. À cho màu gót. Được ok. Vẽ tay chịu khó. À, chinh chinh. Mệt. Đây, xuất sắc toàn diện. 98 hả? Ác động. Tiếp. Gì nữa thì trời.
Đào Tiên 2012 đến từ Đắk Lắk, vẽ cái đầu hơi bị to đó. Rồi ok, có cái gì để soi không mấy em? Hết rồi đó hả? Có nhiêu thôi đó hả? Cái đầu bự dữ vậy đó hả? Hay là do cái chuyện nó gì? Rồi sao điểm cao? 85. Tiếp, bao nhiêu điểm các em? Sao vụ gì? Cái miệng kỳ thầy. Tỷ lệ Titan đó. Hoạt ghê. Tỷ lệ Titan. Rồi ok chốt. Tiếp, Nguyễn Thanh Thảo. Cái bạn này á hả, là nộp bài cực kỳ nhiều. Xinh quá ha. Có ngày vẽ nữa nè. Đến từ Hà Nội, sinh năm 2010, là 14-15 tuổi các em ha. Tốt quá đi, 98. Tiếp, cái gì? Ưng cái bài gì đâu? Có nữa, Nguyễn Lina, cái em này vẽ áp giỏi ghê á, phải nói là thiệt. Em này á, cái ý vẽ xinh quá. Cầm cái chổi nè, vậy là bà phù thủy. 98. Tiếp. Không, cộng thêm 2 luôn đi, cho bức này 100 tròn đó. Ủa tốt quá đi, tôi chịu bức này đó. Giống in vậy, dạ vẽ digital, không in ra lấy chanh đâu chấm. Không có biết vẽ trên app chứ là digital là gì hả? Càng vẹt dễ thương em ghê vậy. Tiếp, Nguyễn Lina hoài luôn đó. Hồi nãy thì cầm cái chổi ba lên trời, còn giờ tới đánh gôn, xuất sắc. 97. Cái bức này không ưng lắm. Cái gì? No. Như ga cha á thầy. Vậy sao? Thiệt không? Chút xíu quay lại đi tính. Tôi chấm hôm nay nhiều lắm nè. Tranh thủ nha, thấy không? Tiếp, tặng thầy cái trái bóng đó. Đập em một phát bây giờ. Nguyễn Thị, có lộn, Phan Thị Ngọc Như, 13 tuổi đến từ Hà Nội cha. Hôm nay ở miền ngoài nhiều quá vậy ta. Miền Bắc nhiều lắm luôn á. Nãy giờ nhiều bà đến từ Hà Nội, vừa Quảng Ngãi, Quảng Nam, đồ đó nhiều lắm các em ha. Em bị lời nguyền có mắt thứ hai phải không? Em bị lời nguyền rồi. Lời nguyền con mắt hai, xuất sắc. 86. Khổ em. Tiếp. Tôi hả vẫn bức xúc với cái bài gì gacha hôm qua. Cái bạn này nè, từ từ để tôi ghim cái bình luận em này lên coi em có bị mắc ngủ không vậy. Đây, chèn phẹt ơi, ngay từ đầu phiên la tôi vô là tôi đã loại hai cái bức đó rồi, tôi đã chốt điểm là tôi loại hẳn rồi, mà giờ tức cái gì mà ngày hôm qua nữa, vụ gì hả? Tôi mới loại mới đầu phiên la vô luôn đó. Em đang nằm mơ hả hay em đang ngủ? Mắc ngủ hay gì? Chèn phẹt ơi, ngộ ngùng em không? Bực mình em hết sức luôn. Mắc cỡ giùm em. Mắc cỡ hết sức. Tôi cho em vinh dự lên được tin nhắn game 60 giây đó. Em được 60 giây để mắc cỡ nha. Không nào tưởng tượng được em. Tiếp, Phan Thị Ngọc Như hoài luôn đến từ Hà Nội. Rồi ok. 92. Tiếp. Chấn động. Em ghét tên thấy ghét quá. Loại. Vì ghép tên quá to. Quá to. Xong. Chốt. Mai mốt em dở quá tôi chỉ em nè. Mình để chính giữa bức tranh luôn. Em đỡ gì ít quá gì. Nó tới cái cầm mà nè. Mình gắn gán mình nâng lên chút xíu nữa. Trời ơi, tội cái gì. Có nội quy hết trơn đó. Mà làm ăn sống nhăn mấy em ơi. Thanh Sơn. Em sai phong chữ. Em chịu 5 điểm hay chưa? Sai phong chữ rồi. Ê, sao tàn ác vậy ta? Em bị trừ 5 điểm, chúc mừng em nghe chưa? Rồi, bức tranh của em dễ thương quá đi. 95 trừ 5 đi. Rồi, ok, chốt. Đó. Gắt cái gì? Sai quy định là trừ thôi, không có gắt. Mình không có dung túng được em. Không có tội. Tôi ác hả? Ừ, kệ tôi. Gỡ tranh mà được điểm cao thì có được gì không? Có được em, biết được gì không? Được mọi người biết đến. Chứ em đòi được cái gì? Em muốn lên sao hỏa không? Để tôi hả mua cái tên lửa tôi bắn em lên đó luôn. Đó là em được lên sao hỏa rồi đó. Hay là em muốn lên cung trăng? Hay là lên tới đâu? Chèn phẹt gỡ bài giao lưu toàn quốc hỏi điểm cao được gì không? Đó được mấy cái đó đó em chọn giùm tôi đi. Bài đặt nữa hả? Làm giá hả?
trả lời như vậy đó mới thấm với em. Chàng ơi, kim ngà, chữ kim không dứt hoa bị trừ 5 điểm. Rồi 14 tuổi đến từ Bình Thuận, xuất sắc. Chơi hình họa phải không? Rồi hình họa đang tốt. Đang tốt đi cho có sự cố gắng xíu. Rồi ok. 99 trừ 5. Trời ơi, xuất sắc toàn diện. Soi ác vậy trời, tôi thấy hết trơn đó. Nhỏ cũng thấy nữa. Tôi còn có cả một cái kính lúp để tôi soi mà. Mấy em không tin hả? Đấy. Trời ơi, đây này. Thấy rõ rệt không? Cái chữ kim nè, cái chữ ca là không dứt hoa nè, thấy chưa? Thấy chữ ca không dứt hoa không? Bực mình. Tiếp. Ê, từ từ để tôi giải quyết cái chuyện này coi. Trời, xuất sắc toàn diện luôn em ơi. Em, tôi mệt em. Sao, vụ gì? Sao, là sai phối cảnh luôn hả? Là cả về hình thối lẫn ánh sáng luôn hả? Trời, vụ gì hả? Rơi không? Rồi còn sai gì nữa không? Bình luận để cho bạn biết. Nhanh đi, em được vé bình luận kìa, tranh thủ. Nhanh đi, em có 30 giây để lên. Còn sai gì nữa không? Sao, còn sai gì nó không, đẻ lên. Sai gì nữa? Hình khối ánh sáng không gian. Chất liệu, còn nữa không? Chưa. Rồi để tôi ghi tiếp coi. Từ từ. Tại vì bạn đó có trong like, biết không? Bình luận đi để cho bạn đó biết. Sao nữa, tiếp đi. Còn sai gì nữa không? Rồi ok, hãy chúc mừng cái bạn A8. Tại vì bạn đó không có một cái kiến thức chuyên môn nào. Mà ta nói gì nè, thùng rỗng á thì hay kêu to, mà nói thì nói nhiều dữ lắm. Chứ giờ hỏi lại chốt, cái này là cái gì vậy mấy đứa? Không biết kêu lại gì hết trơn. Không chừng hai cái chữ hình họa tôi mới ghi ra xong, không biết là ổ hình họa là gì. Trời ơi, sai về phối cảnh, không gian, phong cách, chất liệu. Ôi rồi, oh my god. Trời ơi. Tăng. Em được một vé nha chưa? Em biết một vé gì không? Một vé xuống cái đá giếng ngồi tiếp. Vì sao hả? Vì cái mùa mưa nó ngập mấy cái giếng, thành ra ớt lên miệng giếng ngồi nhiều quá đi. Nhưng thôi, tôi sẵn tay tôi lùa em xuống cái xuống giếng ngồi tiếp giùm tôi em nhé. Chúc mừng em. Tiếp. Cái gì vậy? Cái gì cừ xỉu? Tôi nói gì? Cái gì cừ xỉu? Tôi có nói gì bạn đâu. Tôi không hề nói gì bạn A8 luôn đó. Mấy em nói gì ạ? Người ta có năng lực bình phẩm thì người ta bình phẩm thôi. À, dù sao thì cái bài này sai hết trơn rồi, không điểm. Rồi, được chưa? Tôi nói cái gì? Lương không mấy em vô. Chứ sao mới đúng. Bây giờ nói đi. Bây giờ sao mới vừa? Bây giờ vậy nè, sai phong cách. Bây giờ ý là bây giờ sai làm sao? Em nói đi bạn Kim Ngà, 14 tuổi đến từ Bình Thuận, bạn đó sửa. Thầy chỉ là cầu nói cho em, để em sửa bài bạn thôi. Chứ thầy có nói cái gì đâu. Sao? Xa từ cái nhìn đầu tiên. Rồi sao nữa? Sao? Sao không bình luận nữa đi, cái gì kỳ vậy chờ cái bạn Selena. Rồi sao? Em phải nói sao để cho bạn Kim Ngà, chứ bạn Kim Ngà có trong phiên live luôn đó. Sai phong cách là sai làm sao? Phải giải thích cho người ta. Trời, không vô nói không mà ai biết đường sửa. Nhanh đi. Rồi sao im ru rồi? Hay là cho bình luận rồi? Tôi khổ quá à. Chắc là cho bình luận rồi đó. Nhiều bình luận quá đó. Rồi vậy đi. Quá mệt mỏi đi. Là tôi biết cái trend rồi. Nhưng mà giả bộ mình á hả, kết hợp mình hỏi thêm hiểu không? Trời ơi, khổ mấy em ghê vậy. Lâu lâu có hứng ta hỏi thăm nhau xíu làm dữ. Rồi tiếp.
Thiên Dĩnh, 10 tuổi, đến từ Châu Đốc, An Giang. Trời dễ thương quá, em được cộng 1 điểm nữa chưa. Bài đặt dữ he. Ơi, có độ sáng được tinh tế. Em được 91, nhưng mà em được cộng 1 điểm, được 92 đi. Rồi dễ thương. Là sao nữa vậy? Là vụ gì nữa? Con cóc của em, con cóc con ếch gì cũng được hết á. Khổ em quá. Thầy biết nói không thầy? Không. Thiên Dĩnh, 10 tuổi. À, trời ơi, em vẽ thể loại bóp ẹp. Cái thể loại này nó đâu có khó gì đâu mấy đứa. Mà sao mà vẽ vậy đâu mà méo mó vậy? Vẫn chưa chỉnh chu bài lắm. 89. Bóp ẹp nó dễ. Nhưng mà tôi sẽ cho em thêm một trái tim nữa nha. Điểm năng lực của mình là được 89. Em được thêm một trái tim, đó là gì? Là em được tình yêu thương của thầy, vì em có tấm lòng yêu nước. Tiếp. Vẽ bát là 100 thầy ơi. Ê xin lỗi nha, để tôi ghi bình luận này lên coi chấn động luôn nè. Trời, đâu từ từ coi. Nam Mô A Di Đà Phật là trời. Bạn Hiên, lên số là bài đi, bực mình quá. Mới kiếm được số là bài nè. Trời ơi, chấn động luôn em ơi. Mệt ghê ta nói, nhức đầu. Rồi luôn. Hôm bữa là anh ta lên số là bài một đống này nè. Giờ hôm nay tới em nữa nè. Mệt em ghê vậy đó. Hiên ơi, Hiên. Hiên ơi. Rồi Hiên nghe chưa, đuổi học. Rồi xong. Rút học bạ đi ra kia chứ. Em nghĩ sao vậy? Vẽ Bác Hồ đó là được 100. Rồi vẽ sai về hình thức cũng được 100 luôn hả? Rồi vẽ sai về méo mó hình thể của bác cũng được 100 luôn hả? Sao được? Vậy là không được nghe chưa. Em đang dung túng cho cái ác. Em đang dung túng cho mọi sự sai trái. Em dung túng cho cái gì đúng 80% là em cho hẳn 100% là điều đúng. Không được. Em không được. Thành ra cho em lên số bài đó. Tiếp.